Kính thưa sư, con có câu hỏi mong được thầy chỉ dạy cho con. Người người tự tử do nghiệp gì, và như con được biết, người tự tử sẽ đi vào ác đạo, nên con nên làm gì để cứu người nhà tự tử? Thứ nhất á, đừng có chuyện gì cũng đổ thừa cho nghiệp, bởi vì á, quyết định là do mình. Nhớ giùm sư nha, thí dụ như á, mình đi ra ngoài đường thì tự nhiên có một chiếc xe mất lái á, nó tông vào mình á, thì mình có thể nói đó là do nghiệp nha. Hoặc là mình đang ngủ thì tự nhiên là nó hỏa hoạn, hoặc là bị mưa lũ, nước lũ nó cuốn trôi, thì mình có thể nói là do nghiệp. Chứ còn cái chuyện mình quyết định chấm dứt tánh mạng của mình thì đó không phải do nghiệp. Nhớ giùm sư nghe, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, đó là quyết định của mình. Và như quý vị nói đó, thì một người tự tử thông thường thì sẽ đi xuống các cảnh khổ. Và quý vị hỏi là có cách nào để cứu hay không, thì xin thưa là ở trong y học á, bác sĩ cũng có những ca mà bác sĩ đi ra nói với người nhà là xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thì nếu như quý vị có một cái gọi là một cái điều mong mỏi, là biết đâu thì nó còn một đường, chứ không phải là hết đường đâu, nó còn một đường là nếu như cái người thân mình á, là sau khi chết mà họ không vướng phải tà kiến. Có điều kiện nha, khi người thân mình chết họ không vướng phải tà kiến, bởi vì tà chết mà với tà kiến là đi địa ngục, cho nên là cái đó thì không cứu được. Nhưng nếu như không có tà kiến á, thì có khả năng sanh làm loài ngạ quỷ. Thì nếu như trong trường hợp đó thì mình có thể làm phước và hồi hướng. Sư thì sư không có năng lực thần thông để biết được là người thân của quý vị hiện tại đang ở đâu, và sư cũng khuyên là không nên đi các nơi xem bói, lên đồng hầu cốt để gọi là, mình gọi là cái gì ta, thông linh nhập xác để báo, thì xin thưa là hầu hết là lừa đảo nha, hầu hết là lừa đảo. Cho nên là không nên mất tiền vô cái chuyện đó. Nếu như mình có lòng thì tùy theo điều kiện và khả năng của mình nên tích cực làm phước và hồi hướng phần công đức đó đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Như câu trả lời trước ha, tức là người thân mất thì chúng ta nên làm gì? Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, ở đây câu hỏi này là có hai vế, thì cái vế sau là cái vế mà như con được biết người tự tử sẽ đi vào ác đạo thì con nên làm gì để cứu người nhà tự tử. Thì cái vế sau này đức Hạnh Tuệ trả lời á, là sư thấy là rất là đầy đủ rồi, không chứ sư trẻ không bổ sung gì thêm. Ở đây thì sư trẻ chỉ nói thêm về quý vị hỏi là con người tự tử do nghiệp gì á, nghiệp gì. Có một điều á thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ luôn, có nghĩa là mình tất cả đều không, mình đều không thể mà đổ thừa tất cả vô nghiệp được, tại vì tất cả mình mà đổ thừa vô nghiệp đó, đó lại là một cái tà kiến, thưa vị, nó định nghiệp, nó khổ vậy đó. Ở đây á thì mình mới hiểu như vậy nè, hiểu là cái nguyên nhân á khiến cho một số chúng sanh phàm phu mà mình rơi vào cái trạng thái mà uất hận á, mà nghĩ đến tự vẫn tự sát đâu đó,
Thì bị biết là cái trạng thái nó đa phần là cái trạng thái tâm bất thiện, giống như là bị trầm cảm này, bị u uất này, nó bị sân hận này đó kiểu vậy. Nhưng mà đa phần là nếu nó nói về diệu pháp, đa phần là do tâm tâm sân thọ u thưa vị đó. Thì nó nếu nó do cái gì là do phiền não thưa vị, do phiền não, do mà biểu mình còn phàm chứ biểu mình còn phàm phu chứ, cho nên là mình sẽ bị những cái phiền não nó chi phối. Mà ngay cả quý vị biết rồi đó, cái trường hợp mà những trường hợp tự sát này nè, là những hợp gọi là tự sát nha, trong thời Đức Phật là có rất là nhiều thưa vị, có rất là nhiều. Có những cái người, có những cái vị tỳ kheo mà họ tự sát vì cái phiền não họ không chịu được nổi, đúng không? Thì đúng là thật sự là họ tự sát mà họ chưa có chứng, xin nhấn mạnh nha, họ tự sát nhưng mà họ chưa chứng đắc được thánh đạo thánh quả, đặc biệt là thánh đạo thánh quả A-la-hán đó. Thì đúng là đa phần là cái trạng thái tâm đó đi cầu khổ, nhưng mà mình chính vì như vậy á, chính vì như vậy á, cho nên sư có lời khuyên á, là nếu á, mà mình muốn giải quyết cái vấn đề tự tử đốt đáo là bản thân mình nè, hay thậm chí là người thân của mình đó, thì mình phải tu tập theo lời Phật dạy thưa vị. Bởi vì sao? Bởi vì á, ở trong thời Đức Phật Thích Gautama thì có ba cái trường hợp tiêu biểu mà sư muốn ví dụ cho quý vị. Trường hợp ba trường hợp tiêu biểu là ai? Trường hợp thứ nhất là ngài Thánh Tăng Gô Thí Cá, thứ hai là ngài Thánh Tăng Quắc Ca Lý, thứ ba là ngài Chanh Á. Thì ba cái ngài này nè, sư phải nhấn mạnh nghe, ba cái ngài ngài này là đều tu tập rất là tốt, phải nhấn mạnh là đều tu tập nghe theo đúng lời Phật dạy, tập rất là tốt. Nhưng mà trong mỗi trường hợp này có mỗi mỗi vị riêng, nhưng mà sư sẽ đế một cái trường hợp cụ thể là trường hợp của ngài Gô Thích Cá đi, là do ngài từng chứng đắc thiền chỉ nhưng mà không biết do cái nguyên nhân gì đó, thì ngài không có duy trì được cái trạng thái nhập thiền đó, chính vì như vậy đó, đâm ra ngài bị phiền não, ngài nói là thôi thôi tôi mất thiền này không được rồi, cho nên ngài tự kết liễu mình. Nhưng mà cái tự kết liễu đó của ngài á, là trước khi mà ngài đưa cái dao lên ngài tự kết liễu mình đó, thì ngay thời điểm đó ngài do cái năng lực mà tu tập trong trước đây của ngài và trong quá khứ ngài, thì ngay thời điểm đó là ngài đã đắc A-la-hán trước khi chết đó, vì hiểu không? Thì qua cái câu chuyện ba trường hợp mà sư đưa ra như vậy, và chư tử ngài Quắc Cá Lý cũng, vào ngày Quắc Cá Lý hay mấy ngày kia cũng vậy, nghĩa là Quắc Cá Lý thì chưa chết hay là ngài đó như vậy đó. Nhưng mà chung quy á, là sư vẫn có lời khuyên quý vị là cái vấn đề tự tử á, là mình phải hiểu là làm gì làm, mình muốn giải quyết rốt ráo mình phải học và hành theo đúng lời Phật dạy cái đã, để khi mà mình á, dù có rơi vào cái trạng thái mà gọi là nó uất hận, nó phiền não, nó chi phối mình muốn tự sát, mình có thể là một phút mà gọi nghĩ quẩn á, không là với tâm bất thiện á, thì á, dù ít gì á, cái vấn đề tu tập của mình á, nó cũng đủ kéo mình ít nhất là thoát khỏi ngay cảnh khổ đó. Đó là cái vấn đề cốt yếu mà sư muốn nói, vấn đề mà tự 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 sát quý vị. Còn nếu quý vị là một cái người mà quý vị biết được cái vấn đề tự tử nè, giống như ở đây quý vị nói là gì, là tự tử là có thể rơi vào cảnh khổ là đúng đó, đúng đó, phàm phu không tu tập, mà mình hiểu như vậy rồi mà mình lại không có hướng đến học và hành theo lời dạy của Đức Phật, và mình cũng không có giúp cho quyến thuộc mình gần gũi có niềm tin tam bảo học và hành theo lời Đức Phật nữa đó, thì cái đó là một sự thiếu sót rất lớn đó. Chỉ nói chung là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư chỉ mong là làm gì làm mình cũng phải hướng đến có niềm tin tam bảo và học và hành theo lời Đức Phật, để may lỡ mình rơi vào trạng thái bất thiện nào đó, thì cái những cái niềm tin tâm ở niềm tin tam bảo và cái điều mình học, mình từng học từng hành, nó cũng giúp mình ít nhất là thoát khỏi bốn cảnh khổ thưa vị. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.